Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới. Sáng thứ bảy, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho những người đang làm việc chôn cất người chết trong thời điểm đại dịch này. Đây là một trong những việc làm của lòng thương xót và tất nhiên không phải là một công việc dễ chịu. Đó là một công việc có rất nhiều rủi ro bị lây nhiễm. Trong bài giảng. Đức Thánh Cha hướng mọi người vào bài tin mừng Thánh Gioan, An, trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả dạ như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Đức Thánh Cha nói, nhiều lần Chúa Giêsu nói về thế gian, nói về sự thù ghét của thế gian đối với Chúa và các môn đệ. Chúa Giêsu xin Chúa Cha không kết các môn đệ ra khỏi thế gian, nhưng bảo vệ các ông khỏi tinh thần thế gian. Thế gian mà Chúa nói ở đây là một thế gian có khả năng ghét và hủy diệt Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài, và hơn thế nữa, nó còn làm cho giáo hội hư hỏng từ cuộc đời của các môn đệ bị thế gian thù ghét vì không thuộc về thế gian. Đức Thánh Cha chỉ ra cách thế gian phá hủy giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, tinh thần thế gian là một văn hóa phù du, trình diễn và hóa trang. Đó là một văn hóa, ngày hôm nay thì nói có, nhưng hôm sau lại nói không. Nó chỉ mang giá trị bề ngoài. Tinh thần thế gian không biết đến sự trung tín, bởi vì nó thay đổi theo hoàn cảnh, thương lượng tất cả đó là một văn hóa loại bỏ và vứt bỏ những gì không phù hợp với mình một thứ văn hóa không có nguồn gốc đức thánh cha cảnh báo đây là một lối sống mà nhiều ký tơ hữu cũng đang theo họ tự xưng là ký tơ hữu nhưng lại theo tinh thần thế gian những bận tâm lo lắng thế gian đã nhấn chìm đức tin của họ để khẳng định điều vừa giải thích đức thánh cha nhắc đến cha đơ lui bắc một thần học gia Cha De Lubac nói rằng tinh thần thế gian là một điều tồi tệ nhất trong những điều xấu xa có thể xảy ra với giáo hội. Tinh thần thế gian là một cách giải thích cuộc sống, là một lối sống và ngay cả một lối sống tồn tại trong Kitô giáo. Và để tồn tại được trước những lời của tin mừng thì tinh thần thế gian đã ghét và giết những người tin. Đức thánh cha nói đến các vị tử đạo bị giết trong sự thù ghét đức tin, nhưng đây không phải là đa số đa số bị giết bởi tinh thần thế gian. Tinh thần này ghét đức tin. Tinh thần thế gian không phải trên bề mặt, nhưng nó bám rễ sâu theo hoàn cảnh. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi. Chúng ta cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta phân định, nhận ra điều gì thuộc về thế gian và điều gì thuộc về tin mừng, và không để tinh thần thế gian lừa dối, bởi vì thế gian ghét chúng ta thế gian đã ghét Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đã cầu nguyện để Chúa Cha bảo vệ chúng ta không bị tinh thần thế gian chiếm hữu.